Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 12, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết đang xác minh nguyên nhân một vụ nghi ngộ độc xảy ra trên địa bàn. Theo đó, sau khi đi dãy bắt chuột về ăn, ba người có biểu hiện đau đầu, nôn mửa nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chiều 8 tháng 12, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết đang xác minh nguyên nhân một vụ nghi ngộ độc sau khi ăn thịt chuột. Thông tin ban đầu, trước đó AG, 17 tuổi, trú tại thôn 5, xã Tân Lập, huyện Con Rẫy và AK, 34 tuổi, trú thôn 10, xã Đắc Ruồng, huyện Con Rẫy, đi rẫy bắt được khoảng 10 con chuột. Đến tối cùng ngày, cả hai về nấu nướng thịt chuột để ăn, cùng ăn còn có IK, sau đó cả ba đều có biểu hiện đau bụng, nhức đầu. Đến sáng hôm 6 tháng 12, cả ba người nhập viện để điều trị với triệu chứng đau bụng, nôn kèm đau đầu, chóng mặt, mệt nhiều, da mô nhợt, khó thở, phổi thông khí kém, suy hô hấp. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân nghi do ngộ độc thực phẩm. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.